Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Hàng năm, mỗi độ Tết đến xuân về, huyện Vĩnh Tường lại có nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho những hộ gia đình nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để các gia đình có một cái Tết sum vầy, đầm ấm, đủ đầy hơn. Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vĩnh Tường chủ trì phối hợp với các tổ chức thành viên, vận động các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện chung tay hỗ trợ người nghèo nhằm giúp người nghèo vơi bớt khó khăn về kinh tế để cùng nhân dân huyện nhà đón xuân vui vẻ. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện vận động công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn hỗ trợ trên 10 tấn gạo và trên 800 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện được đón xuân vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, công ty cổ phần tập đoàn sản xuất thép Việt Đức đã trao tặng 40 suất quà với trị giá 20 triệu đồng cho bệnh nhân hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn sản xuất thép Việt Đức đã thăm hỏi, động viên các gia đình có bệnh nhân đang phải điều trị tại bệnh viện, đồng thời mong muốn các y bác sĩ tại bệnh viện với tinh thần thầy thuốc như mẹ hiền, chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo để cho người bệnh yên tâm, nhanh chóng bình phục trở lại với công việc, gia đình. Hội cựu chiến binh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lập Thạch tổ chức lễ bàn giao nhà nghĩa tình cho gia đình anh Triệu Đức Thạch ở thôn Hoàng Trung, xã Đồng Ích. Ngôi nhà của anh Triệu Đức Thạch được khởi công từ ngày 20 tháng 10, đến nay đã hoàn thành. Nhà được thiết kế theo kiểu mái bằng kiên cố, có tổng diện tích khoảng 100m², với tổng kinh phí xây dựng hơn 200 triệu đồng. Trong đó, kinh phí do Hội cựu chiến binh huyện Lập Thạch hỗ trợ là 30 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lập Thạch và xã Đồng Ích vận động công ty Á Mỹ hỗ trợ 100m² gạch lát sàn. Với việc trao nhà cho hộ gia đình anh Triệu Đức Thạch đúng dịp Tết cổ truyền của dân tộc, giúp gia đình anh Thạch đón xuân mới thêm phần vui tươi, đủ đầy. Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần. Những ngày này, trên khắp các tuyến đường từ thành thị tới nông thôn, không khí đón Tết đã rộn ràng khắp nơi nơi. Tại huyện Yên Lạc, các thôn xóm, tổ liên gia đang hào hứng tham gia trang trí các tuyến đường với rực rỡ cờ hoa, tạo không gian tươi mới đón chào xuân Giáp Thìn, ghi nhận của phóng viên thời sự. Trong những ngày cuối cùng của năm Quý Mão, các hộ dân tại xóm xã Trung Kiên đang tất bật hoàn thiện việc treo đèn, cờ hoa để đường làng ngõ xóm thêm rực rỡ, tươi mới. Toàn bộ kinh phí trang trí được nhân dân tự giác đóng góp. Không khí đón Tết đã sẵn sàng trên khắp các ngôi nhà, tuyến đường. Xã Trung Kiên được nhận cái bằng công nhận nông thôn mới nâng cao. Nhân dân rất là phấn khởi. Thế có những gia đình, có những anh đi công tác xa về có ủng hộ tới 5 triệu, một cá nhân thôi. Thế còn lại toàn bộ cả xóm thì có nhà 500, 1 triệu. Là địa phương vừa đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, bên cạnh việc tu bổ, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, xã Trung Kiên đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tích cực vệ sinh đường xá, trồng hoa, cây xanh, chỉnh trang nhà cửa để tạo cảnh quan đón chào năm mới. Chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ từ thôn đến xã là tuyên truyền vận động nhân dân là để nhân dân hiểu được là cái việc đó làm như thế là nó mang lại cái gì cho dân. Vì thực ra những cái này chỉ chủ yếu là mang lại cái nâng cao cái đời sống tinh thần cho nhân dân và hai nữa là mang lại một cái diện mạo mới, nông thôn mới. Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Lạc phấn khởi, tự hào khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chào đón xuân Giáp Thìn. Ủy ban nhân dân huyện Yên Lạc đã phát động cuộc thi trang trí các tuyến đường trong toàn huyện, thực hiện cắt tỉa cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, tu bổ, chỉnh trang hệ thống đường, vỉa hè, làm tốt công tác vệ sinh môi trường, tạo diện mạo xanh, sạch đẹp để nhân dân đón xuân mới, sẵn sàng đón nhận huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2024. Có những thôn là người dân đóng góp lên tới hàng tỷ đồng, có những thôn qua đây thì có thể nói rằng là việc phát động phong trào như này đem đến cái không khí, một cái không khí rất là tươi đẹp trên quê Yên Lạc, và mỗi người dân khi trở về ăn Tết Yên Lạc cảm thấy là rất bồi hồi, xúc động và cảm thấy là lòng mình như rộng mở hơn để đón chào xuân mới và đón chào huyện nông mới cao năm 2024. Sắc xuân đang tràn ngập khắp mọi nẻo đường, thôn xóm trên quê hương Yên Lạc. Tất cả đã tạo bầu không khí ấm áp, yên bình để người dân du xuân đón Tết và tiếp tục kỳ vọng vào một năm mới với nhiều niềm vui mới. Thưa quý vị và các bạn, những ngày âm lịch kết thúc bằng con số 2, 4, 7 và 9
người dân tộc Sán Dìu ở xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo lại rủ nhau đi chợ phiên Đạo Trù mua sắm. Và dịp giáp Tết Nguyên đán, chợ phiên Đạo Trù càng thêm phần đông vui, nhộn nhịp. Mời quý vị và các bạn cùng khám phá chợ Đạo Trù và những ngày giáp Tết qua ghi nhận của phóng viên thời sự. Cũng như các dân tộc thiểu số khác, người Sán Dìu đón nhiều cái Tết trong một năm, nhưng Tết cổ truyền vẫn là cái Tết quan trọng nhất đối với đồng bào dân tộc Sán Dìu nói chung và người Sán Dìu ở xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo nói riêng. Theo thời gian, người Sán Dìu dần có phong cách ăn mặc như người Kinh, nên dù có mặt tại phiên chợ Đạo Trù truyền thống, người ta cũng khó lòng tìm thấy một người Sán Dìu vận trang phục đặc trưng riêng của họ. Không khí rất là đông người mà rất là vui. Chúng tôi đi mua lá rong về để gói bánh. Gói bánh chưng bên dân tộc chúng tôi thì gói bánh chưng gù. Vâng, còn các bà bên Kinh thì lại gói bánh chưng vuông. Tấp nập người mua người bán đông lắm và vui lắm. Các mặt hàng bày bán tại chợ Đạo Trù cũng vậy, không dễ để tìm những món hàng đặc sản nơi đây. Nếu so sánh một cách tương đối, chợ Đạo Trù của người Sán Dìu khá giống với chợ đầu mối tại các huyện, thành phố trong tỉnh, với diện tích rộng lớn và lượng hàng hóa phong phú. Ghé chợ Đạo Trù vào dịp giáp Tết, du khách sẽ đọng lại nhiều ấn tượng ở những quầy hàng bán lá rong luôn đông nghịt người mua, các hàng bán hoa đông đảo cùng những hàng hoa quả đồ gia dụng. Hôm nay là phiên chợ cuối cùng rồi. Thì tôi có ít rau sạch thì mang ra bán cho các bà con về để ăn Tết. Là không khí chợ vui vẻ. Ngày Tết thì nó nhộn nhịp hơn với lại đông vui hơn. Mua sắm nó tấp nập hơn. Còn ngày thường thì nó cũng chỉ là mua sắm bình thường thôi. Không như các ngôi chợ dưới xuôi họp đều mỗi ngày, chợ Đạo Trù chỉ họp vào một số ngày âm lịch hàng tháng. Có lẽ vì họp thưa như vậy, nên mỗi phiên chợ đều như một ngày hội mua sắm của người Sán Dìu, với lượng khách ghé chợ đông đảo. Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai các kế hoạch phục vụ người dân vui xuân đón Tết. Các tuyến đường, khu dân cư, khu vực công cộng trên địa bàn tỉnh được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, thảm hoa, cây cảnh. Mọi công việc được đẩy nhanh tiến độ để phục vụ nhân dân đón xuân vui tươi, đầm ấm. Một lượng lớn hoa tươi và cây cảnh đã được đơn vị này chuẩn bị để trang hoàng cho các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phúc Yên trong dịp Tết Nguyên đán. Hiện đơn vị đang huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị chuyên dùng triển khai kế hoạch phục vụ Tết. Các công nhân được huy động trồng hoa, cắt tỉa cây cảnh trên các tuyến đường và khu vực trọng điểm của thành phố. Hiện tại công ty chúng tôi đang ra sức thực hiện nhiệm vụ duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị, thu gom rác thải sinh hoạt, làm sạch lòng đường vỉa hè, cắt tỉa cây xanh, nạo vét cống rãnh đô thị. Đặc biệt để chào đón xuân mới Giáp Thìn 2024, công ty chúng tôi đang tập trung tối đa lực lượng cho công tác chỉnh trang đô thị, làm đẹp thành phố để cùng bà con nhân dân đón Tết vui vẻ. Tại thành phố Vĩnh Yên, tại các khu vực trung tâm chính trị của tỉnh, khu công viên, đơn vị thi công đã lắp đặt các mô hình phục vụ nhu cầu chụp ảnh của người dân. Năm nay, trong công tác trang trí, thành phố đã chủ động đổi mới, lượng hoa tươi, băng rôn, khẩu hiệu được bố trí rộng khắp các tuyến đường, khu phố. Từ đầu tháng 12, chúng tôi đã triển khai trang trí một số cái tụ điểm vui chơi giải trí, đặc biệt là công viên 29 tháng 12 phường Vương Quyền, và có lắp đặt một số cái mô hình đổi mới linh vật rồng đáp ứng được cái nhu cầu vui xuân giải trí của bà con trong dịp Tết Giáp Thìn 2024. Hoạt động chỉnh trang đô thị đang được các địa phương trên địa bàn tích cực triển khai để nhanh chóng hoàn thiện, hứa hẹn sẽ tạo nên một diện mạo mới, hiện đại, văn minh cùng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, đem lại không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân đón Tết.